Thưa quý vị, năm học mới đã chính thức bắt đầu cách đây khoảng 2 tuần, nhưng cho tới thời điểm này thì nhiều bậc phụ huynh vẫn còn đang loay hoay vất vả để có thể tìm mua cho đủ bộ sách giáo khoa. Nhiều người lúc này mới giật mình tự hỏi là vì sao tình trạng thiếu sách chỉ xảy ra vào những năm gần đây và tại sao em không thể dùng lại sách giáo khoa của anh chị của mình mặc dù là học cùng một chương trình, và làm thế nào để chấm dứt tình trạng sách giáo khoa không thể tái sử dụng, gây lãng phí cả nghìn tỷ đồng mỗi năm. Trong chuyện tối nay ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề này cùng với tiến sĩ Lê Thông Nhất, là người đã từng có 11 năm công tác tại nhà xuất bản giáo dục và hiện là nhà sáng lập trường học trực tuyến Big School. Trước tiên thì xin được cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay cùng chúng tôi. Chào các bạn. Vâng, thưa tiến sĩ Lê Thông Nhất, một bộ sách giáo khoa hiện nay yêu cầu học sinh phải làm bài tập thẳng vào sách dưới dạng là bài tập điền vào chỗ trống hay là chọn đúng hay là sai, khiến cho học sinh năm sau không thể sử dụng lại những cuốn sách này nữa. Một bộ sách giáo khoa có giá trên dưới 400.000 đồng, nhưng chỉ sau một năm thì chỉ có thể bán lại được với vài nghìn đồng và trở thành giấy vụn. Vậy ông nghĩ sao về sự lãng phí này ạ? Trước hết là phải đính chính, bởi vì là nếu như mà chúng ta tính ấy, là tất cả các sách mà các em mua thì có thể là có những lớp trên dưới 400, cũng có lớp trên 100, 200, vân vân. Nhưng mà chúng ta lưu ý, nếu mà chỉ tính riêng sách giáo khoa thôi thì con số nó không phải là như vậy. Mà đấy là kèm theo các sách bổ trợ và sách tham khảo thì mới có thể lên được một con số như vậy. Đương nhiên là khi mà chúng ta nghe đến một con số mà cứ mỗi năm như vậy có hàng nghìn tỷ đồng tiền sách biến thành phế liệu thì đấy là con số rất lãng phí. Tuy nhiên về vấn đề này thì chúng ta cũng là phải nhìn góc độ. Bởi vì nếu như mà lãng phí 1.000 tỷ, đúng không? Mà chúng ta đạt được một cái gì đó đột biến trong giáo dục, trong dạy học, thì có lẽ là cái lãng phí này thì có thể là hợp lý. Cho nên là chỗ này là cái chỗ mà cũng cần phải nghiên cứu và xem xét. Để nói lãng phí hay không thì bao giờ ta phải xem là cái mục đích đạt được cái gì. Còn nếu nó không đạt được cái gì mà lại cứ tốn hàng nghìn tỷ mỗi năm như vậy thì đúng là một chuyện lãng phí. Vâng, theo như tôi biết thì cách thiết kế bài học kết hợp với bài tập như hiện nay thì cũng đã xuất hiện ở một số nước lớn ở trên thế giới. Nhưng tại sao khi đến với Việt Nam thì lại gặp phản ứng như vậy ạ? Thực ra mà nói, chúng ta hình dung rằng là sách cải cách là chúng ta xuất hiện từ năm 2000. Như vậy có nghĩa là câu chuyện này đã xảy ra là khá nhiều năm rồi. Tuy nhiên thì cái thời năm 2000 nó khác. Cái thời bây giờ thì rõ ràng ta thấy là mạng xã hội cũng còn đang rất là ít người sử dụng. Từ khi có mạng xã hội thì có thể nói tức là bất cứ một cái vấn đề gì thì cũng rất dễ nóng. Và như vậy thì cái chuyện mà lãng phí như vậy thì nó cũng rất bùng nổ. Thế thì cái việc mà cho các bài toán ấy, mà trong đó có chuyện điền khuyết, trong đó có chuyện kết nối từng cặp vân vân, thì rõ ràng là nó cũng là do cái phát triển của phương pháp dạy học. Đấy nó là các cái hình thức trắc nghiệm khác nhau. Và các tác giả giáo khoa ấy, thì có một cái động cơ rất tốt. Có nghĩa là gì? Những cái điều gì mới nhất về chuyện mà luyện tập cho học sinh thì các tác giả đưa vào. Và tôi nhớ rằng là khi mà ra đời những cuốn sách đó thì ngay từ những cái năm đầu tiên ấy, thì Bộ Giáo dục Đào tạo bao giờ trong sách giáo viên cũng hướng dẫn là giáo viên ấy là để biết cái nội dung nó như vậy, còn không yêu cầu các em phải làm trực tiếp vào sách. Tuy nhiên là những cái công văn kiểu như vậy hay là những cái hướng dẫn kiểu như vậy chưa hẳn đã tới các giáo viên. Đấy, và đặc biệt nữa thì phụ huynh thì lại dùng sách đó ở nhà chẳng hạn dạy cho con, đúng không? Thì rất có thể các con là không điền ở trên lớp, không vẽ ở trên lớp thì lại vẽ ở nhà. Và như vậy vô hình dung là một quyển sách giáo khoa đã viết vào đấy, đã vẽ vào đấy rồi thì năm sau sẽ không dùng lại được. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cách giải thích này chưa chắc đã hợp lý, khi mà bộ đại diện của nhà xuất bản giáo dục cho biết là không thiết kế sách giáo khoa để cho học sinh viết vào, mà cái tình trạng học sinh viết vào như vậy là có thể là do giáo viên trong quá trình dạy hay là do phụ huynh dạy cho học sinh ở nhà như vậy. Theo ông thì sao ạ? Cái mà điều nhà xuất bản giáo dục nói ra ấy, thì nó là một thực tế, thực sự là nó là một thực tế. Cái động cơ của người viết sách ấy, là chúng ta hình dung rằng là để được xác định là tác giả giáo khoa thì cũng có một sự chọn lựa rất là rõ. Còn một điều nữa mà cũng phải nói rõ là nếu như đổ tội cho nhà xuất bản giáo dục thì cũng rất oan, bởi vì chúng ta nên nhớ đã gọi là sách giáo khoa thì bất cứ anh in cái gì, in như thế nào đều phải được Bộ Giáo dục Đào tạo thẩm định và cho phép. Chúng ta nhớ là quyển sách giáo khoa ấy, ở ngoài bìa một ấy là không có tên tác giả mà ghi rất rõ ràng.
đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì vậy cho nên ấy, là nhà xuất bản giáo dục là kênh biên tập, là kênh in phát hành. Còn ấy, khi đã đề Bộ Giáo dục và Đào tạo thì có nghĩa là nếu là lỗi thì là lỗi của Bộ Giáo dục Đào tạo chứ không phải của nhà xuất bản giáo dục. Vâng, bên cạnh những ý kiến cho rằng là sách giáo khoa kết hợp dạng bài tập như vậy sẽ gây ra một cái sự lãng phí rất là lớn vì không thể tái sử dụng được vào năm sau. Thế nhưng mà nhiều bậc phụ huynh lại khuyến khích con em mình ghi chép nhanh vào sách nếu như mà phát hiện thấy ý hay trong quá trình nghe giảng. Vậy tiến sĩ nghĩ sao về quan điểm này của các bậc phụ huynh ạ? Thực ra mà nói, kể cả bản thân tôi thôi, khi mà gọi là đọc hay nghiên cứu một cuốn sách nào đó hoặc một tài liệu nào đó thì bản thân tôi cũng đã tự rèn luyện cho mình một thói quen là có điều gì cần lưu ý, có phải không ạ? Là tôi viết vào. Đấy, tôi thậm chí là còn cả dùng bút đánh dấu, đúng không ạ? Thì như vậy cái việc mà phụ huynh mà rèn luyện cho con mình những thói quen đó theo tôi là hoàn toàn tốt. Bởi vì lúc bây giờ là chúng ta không thể nghĩ rằng là bây giờ chúng ta hy sinh quyển sách giáo khoa này mấy nghìn, đúng không ạ? Tôi có cho là 8.000 thì 10.000 đi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà rèn được một cái kỹ năng ấy, thói quen làm việc của con như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà phụ huynh không bao giờ băn khoăn cái chuyện là 10.000 đến bao nhiêu nghìn với quyển sách này cả. Vì vậy cho nên chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là bây giờ đề nghị phụ huynh phải không, phải dạy con mình đừng ghi vào, trong khi đó những người lớn như mình như này là mình còn luyện để làm sao để mà ghi vào, đúng không? Và khá nhiều người có cái thói quen đó, cho nên cái chuyện thói quen mà khi học chúng ta ghi những điều cần lưu ý, chúng ta đánh dấu chỗ này đánh dấu chỗ kia, tôi nghĩ đấy là một phương pháp học tập. Không thể vì cái chuyện mà lãng phí mà chúng ta lại xui con chúng ta không làm việc đó. Tôi nghĩ là phụ huynh hoàn toàn có lý. Vâng, hoàn toàn có lý khi mà có thể qua cái phương pháp này thì rèn luyện được cho trẻ cái tư duy mạch lạc và logic và trí nhớ tốt, đúng không ạ? Tuy nhiên điều đáng nói ở đây đó là nhiều bậc phụ huynh có phản ánh rằng là học sinh đã làm bài tập trực tiếp vào sách giáo khoa rồi nhưng mà phụ huynh vẫn phải mua thêm hàng chục cuốn sách bài tập, mặc dù là những cái cuốn sách bài tập này thì học sinh rất hiếm khi dùng tới trong quá trình học hoặc là có khi còn bỏ không đến tận cuối năm. Vậy thì có sự khác nhau như thế nào giữa hai loại sách này ạ? Chúng ta phải phân biệt là này, những cái bài tập hay là những cái thí dụ ở trên sách giáo khoa thường được gọi là thí dụ chứ không gọi là bài tập. Đấy. Nhưng mà ở các cái sách bài tập gọi là bổ trợ ấy, thì là bắt đầu đến cái phần rèn luyện thì nó sẽ nhiều hơn. Còn ở sách giáo khoa ấy, mà để dạy cái phần mà lý thuyết cho học sinh ấy thì chỉ có 1-2 thí dụ thôi, thì cái số bài tập đó là không đủ để rèn luyện. Vì vậy cho nên phải có sách bổ trợ là các sách bài tập, nhiều bài tập hơn và thậm chí còn đa dạng hơn để học sinh làm. Như vậy có thể nói, tức là nếu như mà chúng ta nói lãng phí, chúng ta phải nói lãng phí như thế này. Nếu như trước đây ấy, là không bao giờ có loại vở bài tập mà lại viết vào, nhưng mà bây giờ một bộ sách giáo khoa chẳng hạn là sách giáo khoa chỉ chiếm độ 1/3 thôi, còn 2/3 nữa là những vở bài tập viết thêm, và tất cả vở bài tập này không ai dùng lại lần thứ hai. Cho nên nếu như chỉ nhân cái số tiền lãng phí ở sách giáo khoa lên hàng nghìn tỷ mà chúng ta lại nhân tiếp, cộng tiếp cái số vở bài tập này mà luyện tập này thì nó mới lớn, thì lúc bây giờ chúng ta có thể thấy là còn 1-2 nghìn tỷ nữa chứ không phải chỉ có 1.000 tỷ ở sách giáo khoa. Vâng, trong trường hợp này thì tôi cũng có được biết là ở một số quốc gia tiên tiến trên thế giới thì họ cũng áp dụng cái việc đưa bộ sách giáo khoa kiểu như vậy vào trong giáo dục, nhưng họ in những cái trang giấy trắng ở rời và có thể là gắn vào cái cuốn sách đấy, và học sinh có thể làm bài tập ở trang giấy trắng đấy, nhưng đến năm sau hoàn toàn có thể bỏ đi những trang giấy như vậy và các thế hệ sau vẫn có thể tái sử dụng cái bộ sách giáo khoa đấy. Theo ông thì chúng ta có nên áp dụng điều này ở Việt Nam chúng ta hay không ạ? Cái mà tình huống bạn nói ra là rất hiếm xảy ra. Đấy, nếu như mà nhìn sách giáo khoa có nước ấy thì nói chung không ai lại in thêm giấy trắng vào xong rồi xé ra lại nhét thêm giấy vào, là chắc chắn là cái chuyện đó không có. Nhưng mà đối với ở các nước thì có thể là vấn đề lấy mục đích dạy học, lấy mục tiêu dạy học, học tập, và họ có thể không cần tính đến cái chuyện lãng phí không lãng phí. Như tôi nói ngay ban đầu là cái mục đích nếu đạt được thì chúng ta chấp nhận kể cả mất tiền. Tất nhiên đối với một phụ huynh, đúng không, với một gia đình có thể mất mấy trăm. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là có biết bao nhiêu bộ sách giáo khoa chưa ai ghi vào cái gì nhưng bảo con mình sử dụng nó không sử dụng. Tôi đã có một cái bài viết tôi nói rằng là cái chuyện mà không dùng sách giáo khoa đã dùng rồi ấy là còn do tâm lý của phụ huynh nữa. Ai cũng muốn mua cho con mình một bộ sách giáo khoa mới,
không phải chỉ các con nhà có điều kiện đâu, kể cả nhiều con nhà nghèo. Thôi thì năm học mới, sách giáo khoa mới, vở mới, cái gì cũng mới, để mong là có một cái gì đó may mắn cho con. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ cái chuyện sử dụng lại sách giáo khoa cũ ấy, là nó không phải chỉ vấn đề ở nhà xuất bản hay là tác giả giáo khoa, mà vấn đề ở xã hội. Đấy, trước đây ấy, là tôi cảm thấy là mọi người rất tiết kiệm, cho nên có thể đi xin một bộ sách giáo khoa về cho con học. Nhưng bây giờ kể cả những nhà chưa phải là giàu sang gì, nhưng người ta nghĩ rằng là thôi thì đầu năm học một vài trăm nghìn mua sách giáo khoa mới cho con. Cho nên mặc dù kể cả có những cuốn sách khoa sử dụng lại được thì họ cũng không dùng. Đấy, tôi đã từng lên tiếng là bây giờ làm sao có một cái động tác gì, chẳng hạn như là các anh chị lớp trên, đúng không, tặng lại sách giáo khoa cho các em để các em dùng. Tuy nhiên lại rất nhiều phụ huynh lại phát biểu rằng thôi thì 100-200 nghìn có đáng là mấy đâu, để cho con mình là phấn khởi với bộ sách giáo khoa mới. Vì vậy cho nên nếu như mà chúng ta nghĩ để mà tiết kiệm để dùng sách giáo khoa cũ thì cái điều rất quan trọng là phải có một cái thay đổi trong suy nghĩ của nhân dân nói chung nữa, chứ không phải chỉ đơn giản từ nhà xuất bản hay là sách giáo khoa. Vâng, trong thời gian tới thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới. Vậy bộ sách giáo khoa mới thì sẽ cần được hoàn thiện như thế nào để tránh cái sự lãng phí hay là những cái phản ứng như thời gian vừa qua? Thấy thì như là tôi đã nói rồi, sự cố gắng của các tác giả giáo khoa để mà hạn chế cái chuyện viết vào. Nhưng mà tôi cũng phải nghĩ, nếu tôi là tác giả giáo khoa thì tôi cũng phải tính toán, đúng không? Nếu như mà tôi tránh toàn bộ chuyện viết vào như vậy, đúng không, thì những cái thí dụ, đúng không, mà nó rất tốt, cái kiểu thí dụ rất tốt mà tôi không đưa vào thì chưa chắc đã là tốt hơn. Tuy nhiên phải có một cái điều lưu ý là như này, nếu như ở trên lớp, đúng không, cô ấy là tránh những con số cụ thể, tránh những cái gì đó đi, tức là cái sách giáo khoa chỉ là gợi ý cho cô thôi, thì cô phải hiểu rằng người ta gợi ý cho cô như vậy, và ở trên lớp có thể cô sử dụng những câu hỏi tương tự thì không có cơ hội cho học sinh viết vào, đúng không? Rồi mình lại phải nói phụ huynh, đúng không, về có thể tương tự như vậy để rèn luyện cho học sinh thì học sinh cũng sẽ không viết vào. Đấy là chúng ta muốn sử dụng lại sách giáo khoa cũ. Nhưng vấn đề là những quyển sách giáo khoa cũ đó, đúng không, có bao nhiêu phần trăm người muốn sử dụng? Vâng. Theo thống kê nhà xuất bản giáo dục tôi biết là 1/3 học sinh là dùng sách giáo khoa cũ. Cho nên nếu như chúng ta cố gắng để nâng lên được thì tổng xã hội sẽ tiết kiệm được, đúng không? Tuy nhiên tôi nghĩ là việc đó là cái việc mà chúng ta phải làm thay đổi suy nghĩ của phụ huynh. Vâng, cần sự chung tay của rất nhiều người. Quan trọng nhất là phụ huynh. Vâng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ thực sự là rất cụ thể và sâu sắc của tiến sĩ Lê Thống Nhất trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và thông điệp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.